biệt nước Pháp để về Việt Nam chuẩn bị cho hai trận giao hữu tại thành phố Hồ Chí Minh, Quang Hải bảo mình không ngủ được vì hồi hộp. Chưa bao giờ, chàng trai Hà Nội lại thấy nhớ quê hương đến thế. Có những lúc cảm thấy cô đơn, Hải cho biết. Đây là giải đấu nằm trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam hướng tới giải vô địch Đông Nam Á 2022. Huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo đánh giá cao về chất lượng chuyên môn của giải với sự góp mặt của hai đội tuyển khách mời là Singapore và Ấn Độ nhằm giúp đội tuyển Việt Nam có thể tận dụng tối đa cơ hội để rà soát đánh giá lực lượng, liên đoàn bóng đá Việt Nam đã lựa chọn thời điểm tổ chức giải trùng với lịch thi đấu các trận quốc tế của FIFA, FIFA Days. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ban huấn luyện có sự lựa chọn tốt nhất về nhân sự để xây dựng lực lượng cho đội tuyển. Với sự nghiệp khá lừng lẫy ở tuổi 25, có lẽ Quang Hải là một trong những cầu thủ đã kinh qua đủ cung bậc cảm xúc của một người nổi tiếng bậc nhất làng bóng đá nội một người mà chỉ cần tra cứu trên Google cũng cho ra hơn 102 triệu kết quả tìm kiếm trong vòng 0,57 giây. Thăng trầm, vinh quang. Đau đớn, thất bại, hạnh phúc, có lần Hải nói nếu không chọn bóng đá như một phần máu thịt của đời mình, cuộc sống của Hải có lẽ sẽ nhàm chán lắm. Hạnh phúc dĩ nhiên mang đến cho Hải nụ cười nhưng đôi khi những thất bại hay đớn đau nào đó lại cũng mang đến cho anh những giá trị tinh thần kiểu khác mà bất kỳ người đàn ông trưởng thành nào cũng ít nhất một vài lần được nếm trải khi sự nghiệp đang bay cao quang hải quyết định tạm dừng cuộc chơi trong nước và dấn thân vào cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm mà đến thời điểm này ngay bản thân hải cũng chưa thể dám khẳng định đã thành công hay chưa và liệu sẽ thành công hay không paul fan club câu lạc bộ mà anh chọn khoác áo không nổi tiếng nhưng dẫu gì cũng là đội bóng của châu Âu và sự khắc nghiệt ở môi trường mới hoàn toàn khác biệt với những gì Hải từng đi qua. Những khó khăn lớn cỡ nào kể từ khi anh mới chỉ là cậu bé 9 tuổi phải xa gia đình bước vào con đường bóng đá, cho đến khi anh thành danh rực rỡ trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội hay đội tuyển, có lẽ chưa thấm tháp vào đâu so với những thử thách cực đại suốt gần 3 tháng qua. Quan Hải sang Pháp vào cuối tháng 6, thời gian với anh có lúc trôi thật nhanh nhưng cũng có lúc anh thấy mọi thứ như đang trôi rất chậm. Trong gần 3 tháng trời ấy, tâm trạng của anh không phải không có lúc bị sao động, bị chi phối bởi những cảm xúc khác nhau đang xen lẫn lộn. Sự cô đơn nhiều lúc bủa vây anh. Hải bảo, có những thời điểm thấy nhớ nhà một cách quay quắt. Mà có khi nỗi nhớ ấy chỉ giản đơn là nỗi nhớ một buổi sáng đẹp trời nào đó cùng bạn bè ngồi uống cà phê vỉa hè. Quang Hải biết, nếu những đồng đội của mình ở Paul Fan Club phải cố gắng một thì bản thân anh phải cố gắng gấp hàng trăm lần như thế anh có thể rất giỏi ở Việt Nam nhưng ở chân trời mới này, anh không là gì cả. Làm lại từ con số không hoàn toàn không phải điều đơn giản. Hãy tuyệt đối không vấp phải sự kỳ thị nhưng anh phải tự thích ứng với hoàn cảnh mới bởi chỉ cần tụt lại một nấc, Anh có thể sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Hãy hoặc được đá từ đầu nhưng không hết trận, hoặc được vào sân từ ghế dự bị. Hoặc không được đá phút nào. Hãy trên bên chứ. Là đang nói về tâm lý biết hỏi câu này là thừa nhưng khi Paul fan club thất bại ở một trận nào đó tôi vẫn cứ muốn an ủi hải bằng câu thừa ấy buồn không cố lên nhé sau cơn mưa trời lại sáng thường thì anh trả lời vâng hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng ạ à, khi Paul fan club của hải thắng hay đá tốt cũng vẫn biết hỏi câu này là thừa nhưng vẫn muốn chia sẻ với anh vui không ở nhà ai cũng vui lắm anh nhắn lại bằng một biểu tượng hình trái tim chẳng hạn. Nghĩa là anh đang vui. Thi thoảng gọi cho Hải qua FaceTime. Thấy khuôn mặt anh gầy hơn trước, nước da nâu sạm hẳn lại. Thời gian biểu của anh ở Pháp hầu như dành tuyệt đối cho công việc. Anh không có thú vui nào khác ngoài lên sân tập, về lại tập, rồi tự đi chợ, một tuần ra siêu thị đôi ba lần, tự nấu ăn. Tự rửa bát. Bà giáo già người Việt Nam hải vẫn học tiếng pháp đều đặn vài ngày trong tuần vẫn mang đồ ăn thuần việt sang cho anh thành phố Pau nhỏ bé và điềm tĩnh đến mức đôi khi hải thấy không gian ở đây khá buồn hằng ngày anh vẫn gọi về cho bố mẹ cho bạn gái để được tiếp năng lượng từ xa huấn luyện viên thô lốt khen quang hải là người có ý chí vững vàng và khuyên anh phải hết sức kiên trì không được bỏ cuộc khi còn ở việt nam anh nghiêm khắc với chính mình thế nào thì khi sang pháp anh càng siết chặt kỷ luật với chính mình thế ấy. Hãy tập luyện chăm chỉ, cố gắng giao tiếp càng nhiều càng tốt với đồng đội. Sau những thất bại, Paul Fan Club chuyển từ sơ đồ 3, 4, 1, 2 sang 3, 5, 2 và sơ đồ này khiến anh cũng thiệt thòi ít nhiều. Hãy không phải không có suy nghĩ nhưng anh biết trên tất cả là chiến thắng của đội. Nếu sự chuyển đổi đấu pháp mang lại những dấu hiệu tích cực, rõ ràng sẽ tốt hơn cho chính đội bóng và xét cho cùng sẽ là cho anh. Đợt về nước lần này, Quang Hải sẽ phải đưa ra câu trả lời với huấn luyện viên Park Hang Seo, một câu trả lời cực kỳ khó khăn mà có thể anh sẽ phải đánh đổi nhiều thứ, có thể dự AFF Cup 2022 vào cuối năm hay không. Ông Park đã hỏi Hải từ cách đây hơn một tháng và đang khắc khoải đợi anh về. Ông Park tha thiết muốn liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, có sự can thiệp nhất định để đội tuyển vẫn có anh ở giải đấu có thể là giải cuối cùng của ông trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam. Tiền lệ, chưa có một liên đoàn bóng đá nào thương thảo, đàm phán với một câu lạc bộ để câu lạc bộ đó nhã quân khi giải đấu không thuộc hệ thống FIFA Days. Nhưng đôi khi, sự lắc đầu hay gật đầu của Hải lại mang tính quyết định, chứ chưa chờ đến cuộc làm việc, có thể không xảy ra, giữa VFF và lãnh đạo Paul Fan Club. Nhưng khoan nói đến điều đó, trước mắt, khán giả mong chờ hình ảnh hải xuất hiện ở đội tuyển và chờ đợi sự bùng nổ của anh ở những trận đấu giao hữu với singapore và ấn độ hải sẽ được là chính mình ở nơi mà đồng đội rất hiểu anh và ngược lại hỏi hải có bị áp lực không khi quay lại việt nam lần này anh bảo chỉ thấy hồi hộp thôi trước ngày về nước hải gửi tấm ảnh anh cùng người bạn phiên dịch của mình ngồi trên ô tô ra sân bay anh bảo thấy phấn chấn vô cùng vì sắp được gặp lại gia đình bạn bè và anh em quen thuộc cùng màu áo đội tuyển. Thậm chí hai ngày trước khi trở lại Việt Nam. Anh còn hào hứng, hồi hộp đến mức không thể ngủ ngon giấc. Thế đấy, dù người ta có vững chãi thế nào cũng mong manh dễ vỡ. Y như Hải lúc này. Chuyên gia đoàn Minh Sương nhận xét, việc Quang Hải trở về, theo tôi là anh rất khao khát được cống hiến cho tuyển Việt Nam. Cũng như thầy Park và VFF cũng rất hoan nghênh anh bay nửa vòng trái đất về để hội quân trong hai trận giao hữu. Quan trọng là lần trở về này hãy phải xác định rõ ràng liệu anh có đồng ý tham gia AFF CUP cuối năm không. Trên cơ sở đó, VFF mới làm việc với câu lạc bộ Pau vì giải này nằm ngoài FIFA Days nên phải có sự cam kết từ câu lạc bộ. Tôi nghĩ nếu Hải muốn đá AFF CUP thì nhiều khả năng Pau Fan Club sẽ nhả người thế nên đá AFF Cup hay không sẽ tùy thuộc vào thái độ của Quang Hải. Bình luận viên Anh Quân nói, mừng cho Paul Fan Club và mừng cho Quang Hải bởi trận đấu cuối cùng trước thời điểm FIFA Days vào tháng 9 bắt đầu có hiệu lực. Paul Fan Club đã thắng câu lạc bộ Valencia với tỷ số 1-0. Hải cũng đã dần tìm được niềm vui trước ngày trở về Việt Nam. 10 phút trên sân sau hai trận không được thi đấu không phải khoảng thời gian quá dài để Hải thể hiện những gì tốt nhất nhưng ít ra sự tự tin đã quay trở lại với tập thể Paul Fan Club và với cá nhân hải giờ là thời gian cho tuyển quốc gia biết đâu hải sẽ ghi dấu ấn với huấn luyện viên thô lốt nếu như người thầy pháp theo dõi qua mạng các trận đấu của hải ở giải giao hữu quốc tế tại thành phố hồ chí minh danh sách đội tuyển việt nam hiện nay bao gồm thủ môn đặng văn lâm bình định trần nguyên mạnh việt teo nguyễn văn toản hải phòng hậu vệ nguyễn thanh bình phan tuấn tài bùi tiến dũng việt teo bùi hoàng việt anh nguyễn thành trung đỗ duy mạnh đoàn văn hậu hà nội quế ngọc hải sông lâm nghệ an trần đình trọng hồ tấn tài bình định nguyễn thanh nhân vũ văn thanh hoàng anh gia lai tiền vệ châu ngọc quang hải phòng nguyễn hoàng đức khuất văn khang việt teo đỗ hùng dũng hà nội fan club phan văn đức sông lâm nghệ an nguyễn tuấn anh lương xuân trường Hoàng Anh Gia Lai, Lương Duy Cương, SHB Đà Nẵng, Nguyễn Quang Hải, Pau Fan Club. Tiền Đạo, Nhâm Mạnh Dũng, Việt Teo. Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải, Hà Nội Fan Club, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Anh Gia Lai, Phạm Đình Duy, SHB Đà Nẵng. Nguyễn Tiến Linh, B. Bình Dương.